có đồ thị của Vindex này, mọi người mở Vindex lên nhé. Hôm nay đến như này là hơi xấu rồi anh em ạ. Hôm nay đến như này hơi xấu, chúng ta sẽ phân tích một cái góc nhìn nó rất là trực quan và đứng trên góc độ là chúng ta là nhà đầu tư lướt sóng, còn anh em mà đầu tư chung và dài hạn ấy, thì những ông mà đang cầm cổ phiếu bây giờ thì hạ tỷ trọng, nên hạ tỷ trọng bớt đi, còn những ông mà muốn mua thì sẽ phải đợi mọi người nhé, sẽ phải đợi. Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu phiên live ngày hôm nay. Anh em đang xem live mà thấy âm thanh có vấn đề thì mọi người hãy comment cho mọi người nha. Âm thanh cái gì đấy có vấn đề về chất lượng phiên live thì hãy comment cho mọi người. Ok, rồi thì như đồ thị mọi người đang xem ấy là chỉ số VN Index, và chúng ta đang có một cái phiên giảm đầu tiên, tức là phiên bung cái vùng hỗ trợ này sau khi mà thị trường nó suy yếu dần. Thì như dự đoán của rất nhiều bên và thậm chí là một số bên thì vẫn mua, nhưng mà mình là thuộc phe là về cái vùng này là sẽ canh bán nhiều mã đấy. Thì đến hôm nay là một số nhóm ngành mà có tín hiệu xấu, ví dụ như là nhóm chứng khoán và bất động sản thì đã gọi là giảm rồi, một số mã thì phải dùng từ là gãy gãy luôn vùng hỗ trợ. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải ứng xử như thế nào, thì chút nữa phân tích từng nhóm ngành, từng cổ phiếu thì mọi người sẽ có câu trả lời. Ok, bây giờ thì đấy, thằng VN-Index nó đang có một cái phiên rất là xấu là ngày hôm nay mùng 10 tháng 9 giảm khoảng 12 điểm. 12 điểm, phiên này nó đang có dấu hiệu là suy yếu dần. Thì thị trường mà suy yếu bị bán giảm như thế này, chúng ta nên nên đứng ngoài mọi người nhé. Còn thực tế ra mà để phiên này nó suy giảm và nó cắm mạnh xuống ấy, thì chưa biết thế nào, bởi vì chúng ta chưa có một cái lực lực, lực đẩy, gọi là chưa có một lực bán xuống mạnh và chưa có một cái dấu hiệu về mặt thông tin xấu, nên là cái phiên giảm này có thể nó sẽ kết thúc khi mà nó có vài phiên phục hồi hoặc là những phiên đi ngang tiếp theo đấy. Thì VN-Index bây giờ chúng ta đang ở cái vị thế bắt đầu bán, nên là anh em hạn chế mua nhé, hạn chế mua tối đa đối với cái giai đoạn này. Bây giờ là 1255 rồi, hạn chế mua tối đa anh em nhé. Còn anh em có hàng thì mình nghĩ là mọi người vẫn có hy vọng đợi hồi lên để bán được nhá, vẫn có hy vọng đợi hồi lên để bán được, bởi vì chúng ta sẽ cần check thêm về các chỉ số mọi người, cần check check thêm về các chỉ số chứng khoán thế giới và tin tức. Còn như bây giờ thì chúng ta về mặt tin tức thì nó rất là trũng thông tin nhé mọi người nhé. Chúng ta bây giờ đang ở vùng trũng thông tin, không có thông tin tốt cũng không có nhiều thông tin xấu, và thông tin xấu lớn nhất bây giờ chính là thông tin về các thông tin về bão, thông tin về những vấn đề xử lý trong và sau bão, thì nó ảnh hưởng khá là nhiều đến các doanh nghiệp cũng như là đời sống người dân. Thì mình nghĩ nó cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến đến một số cổ phiếu, một số nhóm ngành đấy. Thì thông tin xấu bây giờ chúng ta không có nhiều ngoài thông tin lũ lụt rồi thiên tai, và thông tin về tài chính thì mình check nó khá thường xuyên và không không có nhiều thứ để chúng ta phân tích mọi người ạ. Thế nên là thị trường nó cứ kiểu đi ngang rồi nó cứ yếu dần như vậy mãi đấy, chứ không thể kỳ vọng vào một nhịp bứt phá lên được mọi người nhé. Không thể kỳ vọng một nhịp bứt phá lên được, giống như là gọi là mọi người hô hào ấy, nhưng mà không có lý do thuyết phục để mọi người làm theo, thì giống như thị trường bây giờ cũng thế, không có lý do để thị trường kéo lên mạnh mà nó sẽ là lý do đi ngang hoặc là giảm là nhiều hơn. Còn như bây giờ chúng ta quay lại chỉ số chứng khoán thế giới thì Dow Jones thì gọi là tạm ổn rồi, đang gọi là tạm ổn, và các chỉ số S&P này rồi Nikkei cũng tạm ổn rồi, mặc dù là hơi xấu đấy, nhưng mà mình nghĩ là nó không đến mức phải dính quả Dow Trend đâu mọi người nhá. Các chỉ số chứng khoán thế giới mình nghĩ không dính quả Dow Trend đâu. Các chỉ số đấy, châu Á này, châu Mỹ này, châu Âu thì đều ok nhá mọi người nhá, chưa chưa đến mức phải báo động nhá. Mà khi mà có những cái nhịp mà bán cực mạnh ấy, thì đấy là thời điểm anh em tham gia nhiều, dành cho anh em trading ngắn hạn lẫn anh em mua đầu tư lâu dài. Còn như bây giờ thì mình không đánh giá cao về cái vấn đề là mua được nhiều trong giai đoạn này, bởi vì chúng ta đang đang thấy cái cửa giảm nhiều hơn mọi người nhé. Mặc dù thế giới đang ổn trở lại, chưa thực sự tốt nhưng mà thế giới đang ổn trở lại. Còn bên chứng khoán Việt Nam thì chúng ta đang có cái xu hướng giảm là nhiều hơn. Tất nhiên là để mà bán mạnh thì chưa có đâu, nhưng mà đang ở giai đoạn đầu tiên của những cái nhịp giảm, nên là mọi người cứ bình tĩnh nhé, đừng mua nhiều giai đoạn này, chốt lại là đừng mua nhiều giai đoạn này, hoặc là có giá tốt thì nên bán cổ phiếu đi. Ví dụ như hôm nay là một số mã bất động sản anh em phải bán rồi đấy, còn mua nhiều bây giờ mọi người chỉ nên mua tầm 50-60% tài khoản hoặc là ít hơn mọi người nhé, ít hơn, chứ bây giờ mọi người mà đi tiền nhiều thì nó quá rủi ro. Ok, cảm ơn bạn Châu Tuấn rất nhiều nha, cảm ơn anh em xem live, mọi người hãy nhớ thả tim và chia sẻ với live giúp mình nhé mọi người nha. Hôm nay là cũng hơi hơi, hơi căng một tí đấy anh em ạ, thị trường căng quá đấy. Thì đấy là về phân tích thị trường, mọi người lưu ý nhé, hành động như thế nào sao cho phù hợp. Còn mọi người xem live, mọi người hãy có thể comment những cổ phiếu hay những vấn đề mà mọi người đang quan tâm, mình sẽ trả lời ngay trong phiên live để anh em có thể có được cái giải pháp và cái ý kiến tham khảo mọi người nhé. Ví dụ như Vietcombank này, bạn thấy không anh em thấy không, nó chỉ là nhịp hồi lên thôi, sau đó nó gãy luôn này, là bây giờ quay lại nền rồi.
Rồi các cổ phiếu ngân hàng khác cũng bắt đầu như thế, nên là anh em lỗ lãi thì anh em phải biết được chạy. Có thể anh em thiệt 1-2% hay 3%, nhưng mà anh em sẽ có cơ hội để mua lại giá tại vùng đáy và ăn cái nhịp hồi thôi cũng được, sẽ được khá là tốt, khá là tốt, chứ thay vì chúng ta cứ cầm cổ phiếu và hy vọng. Bởi vì thị trường bây giờ nó đang yếu yếu dần và nó sẽ có một quả đạp rất là mạnh nếu mà thế giới xấu hoặc là có tin gì xấu anh em nhé, hoặc là sau bão lũ mà có những thông tin mà tiêu cực kiểu như công bố ảnh hưởng như thế nào các thứ ấy, thì mình nghĩ cũng sẽ có tác động xấu đến đến thị trường. Còn nói về mặt thị trường mà giảm mạnh thì hơi khó, mặt thị trường giảm mạnh tầm 50-100 điểm thì hơi khó, chưa có tin gì xấu nên chúng ta vẫn kỳ vọng đấy. Thì tiếp theo là Bit này, Bit cũng bắt đầu bán rồi này, LPB anh em có hàng bán nha anh em nhá, anh em nào mà đang cầm LPB là bán được rồi, vùng đỉnh rồi, nó cho anh em cơ hội để bán đấy. Ví dụ như TCB là hôm nay là bắt đầu bung ra rồi này, lên đến đây cho anh em bán rất đẹp tại vùng 23 đấy, bây giờ nó bung về 22 rồi, cho anh em bán rất đẹp, nó đang suy yếu và nó bán hôm nay là cây bán khá là mạnh, anh em để ý cái đấy. VIB cũng bán được rồi anh em ạ, lại lô bán được rồi, MB cũng bán được rồi nè. Anh em bán nhóm ngân hàng bây giờ nó đang khá là nhẹ nhàng, chỉ âm 1 đến 3% thôi, nhưng mà anh em mà đợi thêm ý, là anh em sẽ mất thời gian, thứ hai nó sẽ có thể bán thêm nữa, nhóm ngân hàng khá là yếu mà. Thì thằng SHB nó về lại đáy rồi nè, đấy nó bung đáy rất là dễ anh em nhé, khỏe như thằng HD Bank bây giờ nó còn đang bị giảm 4 5 cây liên tiếp rồi, thấy không? Trend của nó rất là đẹp, nhưng mà anh em thấy câu chuyện chung là đang bị dòng tiền đang bị rút ra, đúng không? Dòng tiền đang bị rút ra rất rõ ràng, nhưng mà ông nào mà không nhìn ra câu chuyện này thì là đang chưa chuẩn lắm, đúng không? TP Bank thì giữ được nhịp nhưng không tính tiền rồi, TP Bank đi ngang chúng ta cũng chả ăn được cái gì, bây giờ chúng ta cầm tiền khi còn an toàn hơn đấy. Cầm tiền thì mọi người mới có thể có cơ hội được vào được nhóm mới, còn mọi người mà cầm cổ phiếu kiểu như đi ngang thì anh em nó hồi lên nó cũng chả hồi được mấy, đúng không? Như TP Bank là anh em xem này, thị trường hồi lên nó hồi được từ đây lên đây là bao nhiêu phần trăm, nó rất là an toàn nhưng mà không cho anh em lãi nhiều, đúng không anh em nhỉ? Không cho anh em lãi nhiều, lại tăng được có 3% thì anh em có thấy xứng đáng không? Tăng từ cái nhịp hồi này lên 3% không xứng đáng chút nào, hồi nó phải mạnh như nhóm bất động sản rồi ấy. Đấy, OCB có đang bán là OCB bán đi ngang rất là đẹp, xong rồi bán này nhóm ngân hàng hôm nay bắt đầu là một số con đã bung rồi ấy. Anh em mà bảo thủ là không chạy kịp được giai đoạn này đâu, mọi người hãy 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 linh động lên một chút. Ủa số hồi SB còn ngân hàng rất là lớn nhưng mà giao dịch tương đối penny nhỉ anh em nhỉ, tương đối penny đấy, khá là penny anh em nhé. Anh em nhìn thấy không, cây thông này, cây thông gãy này, xong lại một cây nữa gãy này, nó thể hiện rõ ràng rồi. Các ông mà không nhìn ra được rồi giống như chơi với người xấu ấy, là em cứ chơi với người xấu mãi là anh em sẽ thiệt. Phương pháp lướt sóng đã được chứng minh hiệu quả, ví dụ như VGI lãi 80% trong vòng hơn 1 tháng, LPB lãi 56% trong vòng 2 tháng và rất nhiều cổ phiếu khác lãi từ 5 đến 10% trong vòng 2 tuần nắm giữ. Để được tư vấn cổ phiếu lướt sóng và cơ cấu danh mục, quý vị hãy liên hệ ngay qua Zalo 0932296768.